Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Beauty Queen, quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả. Hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Beauty Queen cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Beauty Queen Chiết xuất sâm tố nữ Chiết xuất mầm đậu nành Collagen peptide Bột tảo spirulina Yến xào Sữa ong chúa l estin Vitamin C Chiết xuất củ mài L-glutatin Công dụng và chỉ định. Hỗ trợ chống oxy hóa và cải thiện các triệu chứng do thiếu hụt nội tiết tố nữ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đau đầu, mất ngủ. Giúp giảm triệu chứng của thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Hỗ trợ giảm nám da, khô da, nhăn da, giúp làm sáng da, giúp da đẹp mịn màng, sắc mặt hồng hào, tươi trẻ. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng dùng theo chỉ định của bác sĩ hoặc tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Chống chỉ định Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Beauty Queen, đồng thời biết cách sử dụng Beauty Queen sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.